Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi chính thức bắt đầu phát sóng bộ truyện Tầm Bảo cuốn số 7 trong series về thầy tàu Ly Kỳ Chuyện của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, đối với tác giả Trường Lê thì cũng rất vui khi đã gắn bó với chúng tôi trong suốt 7 năm vừa qua và cũng đã mang đến cho toàn thể quý khán thính giả bốn phương những bộ truyện rất hay và được quý vị rất yêu thích. Đặc biệt là bộ thầy tàu Ly Kỳ Chuyện, chúng ta đã trải qua 6 cuốn và cho đến hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cuốn số 7 có tựa đề là Tầm Bảo. Nếu đối với những ai đã đang theo dõi bộ truyện này của tác giả thì chúng ta thấy một điều là mỗi một phần lại là một hành trình mới, gặp gỡ những con người mới và những vùng đất mới. Và số phần càng tăng lên thì chúng ta thấy là cái chặng đường của thầy Lương chúng ta đang đi lại càng tiến dần hơn về cái đoạn mở đầu trong series mang tên là Người Mẹ Quỷ. Một bộ truyện rất dài, rất hấp dẫn và rất ly kỳ. Một lần nữa chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Trường Lê đã tiếp tục lựa chọn chúng tôi làm đơn vị phát sóng audio cho bộ truyện rất hay của tác giả. Xin được cảm ơn tác giả rất nhiều. Còn đối với toàn thể quý thính giả, chúng tôi xin giới thiệu bộ truyện Tầm Bảo của chúng ta có thời lượng dài khoảng 20-21 tập. Và trong buổi tối ngày hôm nay, ngay bây giờ, không được mất thêm thời gian của quý vị nữa, sẽ được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 bộ truyện Tầm Bảo, tác giả Trường Lê, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tại một khu chợ dân sinh thuộc xã duy nhất huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, lúc này đang là 6 giờ sáng. Buồn ngủ quá. Tư đưa tay lên che miệng ngáp uể oải, chảy cả nước mắt. Tư nói với thầy Lương: đáng lẽ ra là con phải ngủ thêm một lúc nữa mới phải đó thầy. Thầy Lương mỉm cười rồi đáp: thế con cứ ngủ đi, ta đâu có bắt con phải đi theo ta đâu. Mấy ngày hôm nay công việc nhiều, ta thấy con mệt cho nên cũng không nỡ gọi. Là con tự mình dậy sao bây giờ lại than phiền. Tôi liền gãi đầu cười: là con ngái ngủ, con nói vậy thôi, chứ làm sao con để thầy đi một mình được chứ. Nhất là chiều tôi qua lại nghe được cuộc nói chuyện giữa thầy và vợ chồng ông Thìn, biết sáng sớm nay thầy đi tìm mua thuốc, còn phải theo có gì còn phụ thầy một tay chứ. Thầy Lương chép miệng rồi đáp: nhưng mà ta thấy lý do con đi theo ta hoàn toàn không phải như vậy. Không cần phải giấu, ta biết con có cảm tình với con gái của ông Thìn, lo lắng cho con bé cho nên mới đi theo ta. Như vậy cũng tốt, ngoài việc chỉ dạy con chuyện nhặt xương, rửa cốt, nếu con biết thêm về một số phương thuốc, vị thuốc cũng giúp ích cho con sau này. Có điều hôm nay ta ra chợ không phải để tìm mua thuốc đâu. Tôi nghe xong thì tỉnh cả ngủ, mắt tròn mắt dẹt hỏi lại thầy Lương: thầy vừa bảo gì à? Sao lại không phải là đi mua thuốc? Chính tại con nghe thấy hôm qua thầy nói với vợ chồng ông Thìn sáng nay sẽ đi hiệu thuốc để bốc cho con gái ông bà ấy mấy thang thuốc chữa bệnh cơ mà. Thầy Lương liền đáp: đúng là ta con nói như vậy, nhưng đó là lời nói để vợ chồng nhà Thìn bớt lo lắng. Bệnh tình của con bé Diệp không phải do đau ốm thông thường, do đó thuốc bình thường cũng không thể khỏi được, phải chữa trị bằng cách khác. Tư liền ấp úng: không phải bệnh bình thường, lại không thể chữa bằng cách thông thường, thì Diệp là bị làm sao vậy thầy? Bất chợt thầy Lương dừng lại, nhìn chung quanh một lượt. Thầy Lương thở hắt ra rồi nói: cứ nghĩ chỉ là một khu chợ nhỏ, không ngờ lại nhiều ngóc ngách đến vậy, xem ra cũng đành phải hỏi đường thôi. Tư nói: kể thầy, thầy vẫn chưa trả lời con cơ mà. Thầy Lương lại đáp: vấn đề con đang thắc mắc sẽ sớm được giải đáp khi chúng ta tìm được quán bánh mì mà người con gái nhà Thìn hay mua. Càng nghe thầy Lương nói, Tư lại càng cảm thấy khó hiểu. Đang từ chuyện ốm đau bốc thuốc
Đồng một cái thể lương chuyển sang chuyên mục ẩm thực, cụ thể ở đây là quán bán bánh mì. Còn đang ngơ ngác suy nghĩ thì Tư thấy thể lương bước tới, tính hỏi một anh bán cá ở ngay gần đó. Thế khách đến, anh bán cá nhanh nhậu đứng dậy, vừa chào vừa giới thiệu. À, chào cô à, cô mua cá phải không ạ? Cô muốn ăn cá gì để con chọn cho? Toàn cá tươi vừa vào bến sáng hôm nay đấy cô à. Thể lương cười đoạn xua tay. Xin lỗi anh, mới sáng ngày ra không mua hàng mà đã hỏi thì đúng là có hơi thất lễ. Tôi lần đầu tiên đến chợ này, đừng đi lối lại không biết, muốn tìm chỗ bán bánh mì thật là khó quá. Liệu anh có thể chỉ giúp thầy trò tôi được không? Bình thường lúc còn ở nhà thì cũng hay lang thang mấy khu chợ, gì chứ hàng tôm hàng cá hay bất cứ hàng nào mà ghé hỏi không mua, y như rằng bị mấy mụ chuồng hàng chửi bóng chửi gió. Mùa nào hôm đó khó ở còn lấy dao, lấy giấy ra để chém vía, đốt vía kinh khiếp hồn. Đây thầy lương mới sáng sớm, chợ họp chưa được bao lâu mà không mua hàng còn hỏi đường. Tôi đang bấm bụng quả này mà tay bán cá chửi thầy lương thì kiểu gì tôi cũng lao vào và chửi lại. Thế nhưng mọi chuyện không như Tư nghĩ. Trái ngược với suy diễn của Tư, anh bán cá không những không khó chịu mà lại còn rất niềm nở. Lau lau tay vào hai bên vạt áo, anh bán cá hỏi thầy lương. À, cụ muốn hỏi hàng bánh mì nào? Ở chợ này có 3 hàng bánh mì, cụ có biết tên chủ hàng không ạ? Thầy lương trả lời. Dạ có, tôi nghe bảo chủ quán là cô Tị, thế đồn pate của cô này làm ngon lắm, nức tiếng gần xa. Đang nghe thầy lương nói, anh bán cá phì cười. Thế như vậy Tư hất hàm cau mày, giọng hơi gắt. Này, thì tôi hỏi có gì mà ông cười, không biết tôn trọng người lớn tuổi hả? Anh bán cá vội xua tay. Ai chết, cho em hiểu lầm ý tôi. Dạ xin lỗi cụ, có không phải là cười cụ đâu, chỉ là nghe cụ nói nhà mụ Tị làm pate ngon nước tiếng gần xa là con nhịn không có cười nổi. Cụ nói câu này thì con tin cụ không phải là người ở đây mà lần đầu tiên đến chợ này thật rồi. Anh bán cá chỉ tay về phía đường đi bên tay phải rồi đoạn tiếp. Ở chợ này có 3 nhà bán bánh mì pate, cho mụ Tị ngồi bán ở phía bên kia. Cụ cứ theo hướng chỉ tay của con đi thẳng đến cuối, gặp đường rẽ thì rẽ sang bên trái. Góc cuối chợ chính là hàng bánh mì của nhà mụ. Cụ hỏi thì con chỉ thôi, chứ con nói thật là ăn ở đó dở ẹc mà. Mụ ấy nổi tiếng Trung Hoa, thế cho nên là pate mụ ta làm cũng chẳng ngon lành gì cả. Hồi trước mụ Tị bán xôi ở chợ, bán ế, bán không được, mụ chuyển sang bán bánh mì. Nhưng mà xem ra cũng chẳng ăn thua. Còn bánh bánh mì của mụ mới mở đâu được khoảng 2 tháng nay. Ban đầu bà con ở chợ cũng ăn ủng hộ, có điều ai cũng chê dở cho nên bánh ế nhiều lắm. Nhưng mà gần đây thì lạ lắm. Đang nói người bán cá chợt dừng lại, thể lương lại hỏi. Lạ là sao? Anh có thể nói rõ hơn một chút được chứ? Anh bán cá gật đầu rồi nói tiếp. Cả tháng trở lại đây thì quán cửa bộ đông khách lắm, lắm người bảo ăn quen còn nghiện bánh mì pate của nhà mụ. Tư nói đấy, thì chắc là bà ấy có học được bí quyết cho nên chất lượng cải thiện, ngon hơn cho nên nhiều người mê ghé ăn chứ sao? Anh bán cá khẽ cười. Khi thấy mấy chị em mà chợ đồn pate nhà mụ Tị ngon, bản thân của tôi cũng đến mua ăn thử, nhưng mà vẫn chẳng thấy ngon lành gì cả. Thậm chí nó còn có cái mùi lạ lạ so với trước kia. À mà thôi, đường thì tôi cũng đã chỉ rồi, cô cứ đi là sẽ thấy. Gì chứ đồ ăn đồ uống tùy khẩu vị, nói nhiều nói dài lại thành mang tiếng sân si. Thầy lương cúi đầu cảm ơn người bán cá rồi nhìn Tư khẽ gật đầu. Hai thầy trò theo chỉ đường của anh bán cá. Đi một lúc đúng là thấy hàng bánh mì có cái biển treo bằng bìa cắt tông, cái bút mực đen nét to. Bánh mì, xôi, bánh bao, bà tê ruốc. Lúc thầy lương cùng Tư đến đã khá đông người đứng ở chợ mua bánh mì. Loáng thoáng ngồi bán hàng là một người phụ nữ chừng khoảng 40 tuổi, tóc búi cao, mặt đánh phấn trắng bạch, hai tay đeo vòng vàng, móng tay nhuộm đỏ, ánh mắt sắc lẹm. Nhất là khi cô ta ngẩng lên chửi bới quát tháo thực khách chen lấn xô đẩy. Tổ sư bố nhà mày chứ, đang bận mà mày đưa tiền to thế này tính tính phá tao nữa phải không? Giờ thì Tư đã hiểu tại sao ban nãy tên bán cá gọi người phụ nữ này là mụ.
ánh mắt cau có, gương mặt khó chịu, cộng thêm cái giọng chua như giấm của mụ chửi người cứ lanh lảnh không một chút vấp pháp, càng làm cho Tư cảm thấy khó chịu. Tư bấy giờ lẩm bẩm trong miệng, chả biết ngon đến độ nào, mua hàng mà để bị chửi bị mắng thế kia, công cố mà chen nhau mua cho được. Thầy ơi, đông lắm thầy, nếu mà thầy muốn ăn bánh mì thì để con tìm chỗ khác mua cho thầy. Xem thầy bán cá con nói chợ này còn hai hàng bánh mì nữa cơ mà. Chứ bây giờ thầy con mình vào đó, có khi mụ ấy lại tốc váy chỉ cho thối đầu đấy. Không thấy thầy Lương đáp lại, Tư kéo tay của thầy. Kìa thầy, thầy sao vậy? Sao cứ nhìn chăm chăm mụ bán bánh mì thế? Chả lẽ thầy kết mụ ta cho nên tìm tới đây phải không à? Thầy Lương bấy giờ mới đáp. Quả nhiên ở đây có điều gì đó không bình thường. Thằng ngốc à, chẳng lẽ con không nhận ra điểm bất thường hay sao? Tư nhíu mày cố nhìn về phía đám đông thêm một lần nữa, xong tặc lưỡi đáp. Có chỉ thấy lạ là sao mụ chủ hàng bán bánh mì cau có khó chịu, chửi khách như là hát hay thế kia, mà bọn họ vẫn cố gắng mua cho bằng được. Vào con ăn mà bị chửi thế này á, có ngon bằng trời con chả nuốt nổi. Thầy Lương khẽ thở dài. Con quả thật là người đơn giản. Ta không nói đến việc ngon hay là không ngon, cũng không để ý đến cái chuyện khách xếp hàng mua chen lấn. Điều bất thường mà ta muốn nói tới chính là toàn bộ những người đang đứng chờ mua bánh đều là nữ giới. Lúc này Tư mới ngớ người. Thầy Lương nói không sai, hai hàng người đang đứng nối đuôi nhau trước sạp bánh bánh mì toàn là phụ nữ. Thầy hay thật đó. Thế mà con không có nhận ra, có khi nào chủ quán chỉ bán cho nữ mà không bán cho nam không hả thầy? Thầy Lương lắc đầu đáp. Con quên mất anh chàng bán cá ở đầu chợ khi nãy con nói, anh ta cũng tưởng mua bánh mì ở đây và ăn không thấy ngon rồi sao? Tôi nghe vậy thì gật gù. Vâng đúng ạ. Thì chắc hắn ta bị ghét cho nên chủ quán bán cho cái bánh đều hoặc là cái gì đó vào để mà hắn ăn mất ngon. Chứ người mua đông thế kia bảo không ngon thì kể cũng lạ thật. Thầy Lương lại khẽ tiếp. Không đơn giản như vậy đâu. Con bé Diệp con gái nhà Thìn dạo gần đây rất thích ăn bánh mì ở cái chỗ này. Ngày hôm qua trong lúc nói chuyện với vợ chồng nhà Thìn, khi ta nói con gái họ sức khỏe suy yếu, thần sắc nhợt nhạt, có dấu hiệu bị kiệt sức, ta có hỏi thêm về việc ăn uống của con bé. Vợ chồng nhà Thìn đều quả quyết mới hai ngày trước con bé vẫn bình thường, ăn ngủ đều đặn, không có ăn gì linh tinh cả. Họ bảo con bé Diệp rất thích ăn bánh mì ba tê mua ở chợ, ngày nào cũng ăn, phải ăn thông gần tháng này rồi. Từ bấy giờ nói, cái đó thì con cũng biết, nhưng mà việc một người thích ăn một món để ăn cả tuần cả tháng cũng là bình thường thôi mà thầy. Hồi 15 tuổi con thích ăn nhất là cơm trộn muối vừng, cả tháng con chỉ ăn cơm với muối vừng chan nước luộc xong uống, không thèm thịt cá gì cả. Đợt rồi ở nhà con, thầy cũng được ăn thử muối vừng mẹ con làm rồi đấy thôi, thầy cũng khen ngon còn gì. Thầy Lương mỉm cười. Con nói không sai. Tuy nhiên điều kỳ lạ ở chỗ, khi con bé Diệp mua bánh mì về cho cả bố mẹ thì vợ chồng nhà Thìn đều có chung một nhận xét giống như anh chàng bán cá khi nãy, đó chính là bánh mì ở đây ăn không hề ngon, thậm chí còn có mùi lạ. Bất giác thầy Lương kéo Tư nấp vào một góc khuất khi thầy nhắc thấy người phụ nữ tên Tị vừa đưa mắt hướng nhìn về cả hai thầy trò. Tư bấy giờ luống cuống hỏi, Sao vậy thầy? Thầy Lương liền đáp, giờ thì ta có thể chắc chắn người phụ nữ bán bánh mì kia có điểm dị thường. Tư à, ta có việc này muốn nhờ con. Dạ, có gì thầy cứ nói. Thầy Lương tiếp, bây giờ con đến đó mua bánh, mua mỗi loại một chiếc, nhớ chỉ mua thôi không có được ăn, mua xong đem quay lại đây, không được nóng nảy sẽ hỏng việc đấy. Tư có chút ái ngại, cả đi mua cũng được thôi, nhưng mà nhìn cái cách mụ ta bán hàng chửi người thế kia đó, lộn ruột lắm thầy. Thầy Lương cằn dặn, thế bây giờ con có muốn chữa bệnh cho cái Diệp không? Ta nói cho con biết, bệnh tình con bé Diệp chính bắt nguồn từ hàng bánh mì này. Chỉ cần con mua được bánh, ta nhất định có cách giúp cho con bé khỏe lại. Có thật không thầy? Chỉ cần mua bánh là chữa được bệnh à? Tư hỏi lại thầy Lương. Thầy Lương gật đầu đáp, ta làm thầy chẳng lẽ lại đi lừa con?
thôi, mau đi xếp hàng đi kẻo không có mua được. Tư vâng dạ đoạn chạy tới xếp hàng chờ mua bánh. Trong số những khách đứng đợi chỉ có duy nhất Tư là nam giới. Có hơi ngượng ngùng nhưng nghĩ đến Diệp con gái ông Thìn, Tư tự nhủ phải mua bằng được bánh mì, bánh bao của chủ hàng tên Tị này. Thực ra Tư lo lắng quan tâm cho Diệp không phải tình cảm yêu đương nhăng nhít, bởi Tư với thầy Lương vừa mới đến nhà ông Thìn 2 ngày trước. Sau là sau khi thầy Lương bốc mộ cho cụ Đại là ông nội Tư, công việc diễn ra suôn sẻ, làm đến đâu gọn gàng đến đó. Cốt bốc lên được thầy Lương sắp xếp một cách hoàn hảo, không có điểm gì để chê. Tiếng tăm ông thầy gốc Trung Quốc hành nghề bốc mộ vốn đã nổi danh trước đó, thì nay lại càng được bà con chòm xóm quan tâm, trầm trồ mến mộ hơn. Không ít nhà nhân cơ hội này tìm tới ngỏ lời nhờ cậy thầy Lương xem giúp mộ mả gia tiên, rồi thì xem cả phong thủy hẹn ngày bốc mộ. Tính ra bốc cho cụ Đại xong, trong vòng 1 tuần thầy Lương còn bốc thêm cho 4 nhà nữa. Chẳng hiểu sao trước kia Tư không bao giờ ngó nghiêng hay quan tâm đến công việc cúng bái. Nhưng hôm cả nhà theo chân của thầy Lương ra nghĩa địa để chuẩn bị cải táng cho cụ Đại, thì Tư cũng đi theo. Mặc dù mấy hôm trước Tư thoái thác, còn bị bố chửi cho một trận thậm tệ, bởi thân là cháu nội nhưng không quan tâm gì đến chuyện gia đình. Nhìn thấy Lương cẩn thận tỉ mỉ nhặt từng khúc xương nhỏ, lau rửa cẩn thận, khéo léo xếp lại vào trong tiểu quách, chẳng hiểu sao trong tâm tư của Tư lại có cảm giác an lòng khó tả. Lắm người trong nhà sợ mùi hôi thối, lại sợ cả cảnh rửa xương, lau cốt, không dám nhìn, không dám lại gần. Có mình Tư là ngồi bên cạnh thầy Lương chăm chú xem từ đầu tới cuối. Thậm chí Tư còn phụ thầy Lương khi thầy nhờ làm cái này lấy cái nọ. Mấy hôm sau Tư còn xin theo thầy Lương để xem thầy bốc mộ cho những nhà khác. Bố mẹ của Tư lời ra tiếng vào, nào là thằng này nó điên rồi, việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. Nhưng Tư vẫn nhất quyết phải đi theo thầy xem cho bằng được. Không ngôi mộ nào giống nhau, không cái áo quan nào lúc đào lên là còn nguyên vẹn. Cốt người chết cũng có nhiều điểm khác biệt, người thì xương trắng, có người xương lại ngả màu vàng. Công việc toàn phải làm vào lúc trời chuyển đêm. Vất vả là như vậy, nhưng càng theo thầy Lương, xem thầy Lương làm thì Tư lại càng cảm thấy mê. Một thanh niên đã ngoài 20 tuổi, 3 năm qua chẳng chịu làm ăn gì, cứ lông ba lông bông, xin đi đâu làm cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng là chán, là tự nghỉ. Ấy vậy mà Tư lại tỉ mẩn cẩn trọng nâng niu từng khúc xương đoạn cốt, sau khi rửa qua nước vang rồi lại lau bằng tiền vàng khăn sạch. Chẳng ai có thể ngờ sau 1 tuần gặp thầy Lương, Tư đã đưa ra quyết định mà đến cả bố mẹ của Tư khi nghe con mình mở lời cũng không thể nào tin nổi. Tư muốn đi theo thầy Lương học nghề bốc mộ, được thầy Lương dùng lý lẽ phân tích thiệt hơn. Lại thấy con mình lần đầu tiên trong cuộc đời có quyết tâm cao độ đến vậy, bố mẹ của Tư đồng ý. Âu cũng là cái duyên, cái số mà ông trời sắp đặt. Cả thầy cả trò cứ như thể người thân trong gia đình. Hiểu tấm lòng nhân hậu của thầy Lương, bố mẹ Tư cũng an tâm khi mà con trai của mình được đi theo thầy học nghề. Ở lại thêm ít hôm thì nhà ông Thìn từ xã duy nhất chẳng biết được ai mách nước, tìm đến nhà Tư mong gặp thầy Lương để mời thầy về xem giúp cho mộ của mẹ ông Thìn, liệu trong năm nay có bốc được không. Nhà ông Thìn cũng thuộc hàng khá giả, có của ăn của để. Ông Thìn lại tín, mẹ ông đã mất hơn 3 năm. Ông muốn sang cắt cho bà cho nên đi hỏi 3 thầy. Trong số đó 2 thầy bảo là bốc được, 1 thầy nói là chưa thể bốc, ít nhất cũng phải 5 năm mới được đào lên. Tiếng lành đồn xa, hàng xóm nhà ông Thìn hóa ra lại là người quen của một gia đình mà thầy Lương vừa giúp cải táng tuần trước. Khi về xã, người này đem chuyện kể với ông Thìn, thế là ông Thìn vội vàng tìm đến ngay. May sao mà thầy Lương vẫn còn ở lại nhà Tư. Và thế là hành trình đầu tiên của Tư đi cùng thầy Lương chính là về xã duy nhất, huyện Vũ Thư. Tới nhà của ông Thìn để xem dông đất, giúp cho gia chủ thu xếp thời gian sang cát cho thuận lợi. 2 ngày trước lúc mới đến nhà ông Thìn trời mưa to,
quần áo tư ướt hết, đồ đem theo cũng dính nước mưa không mặc được. Trời lạnh vừa đói vừa rét. Lúc Tư đang ngồi ngoài hiên nhà vắt khô quần áo, tiếng bụng sôi ùng ùng thì Tư giật mình vì có ai đó vừa lấy ngón tay gõ gõ vào vai của Tư mấy cái. Quay đầu nhìn, Tư ngây người mắt nhìn chăm chăm khi vừa gõ gõ tay vào vai của Tư là một cô gái xinh xắn dễ thương. Đó chính là Diệp, con gái của ông Thìn. Diệp ngượng ngùng đưa cho Tư cái bánh chưng, miệng khẽ nói: anh đói lắm phải không ạ? Đợi cơm chắc là còn lâu lắm. Anh ăn tạm cái này cho đỡ đói à? Em nghe mẹ em bảo là anh đi cùng thầy tới đây, đường xa xa xôi còn chưa ăn gì à? Từ ngơ ngác môi mấp máy chưa nói được thành lời thì có tiếng vợ ông Thìn gọi con gái từ dưới nhà ngang: Diệp ơi, phụ mẹ một tay nhặt rau, còn nấu cơm đãi khách nào? Dạ vâng ạ, con xuống ngay. Diệp đáp lại đoạn chạy đi mất. Tôi nhìn theo xong nhìn cái bánh chưng, trong lòng bàn tay khẽ tủm tỉm cười. Này, cái thằng kia, mẹ cái thằng đần này, mày cứ đứng đó cười như cái thằng dở. Ê thằng kia, mày không nghe tao gọi hả? Tôi giật mình khi dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi cái tiếng thê thê chua lè của bộ chủ hàng bánh mì. Dạ. Từ có chút bối rối khi một cô gái đứng đằng sau khẽ đẩy Tư lên phía trước, mặc dù chắn mặt Tư vẫn còn người đang đứng chờ lấy đồ. Mày đem cái dạ về dạ cho bố mẹ mày, điếc hả? Tao gọi mày mấy câu mà mày cứ đứng đực ra như là ngỗng nghỉa đó. Thế mày ăn cái gì? Nói luôn đi cho tao còn làm. Mộ Tỷ cau đôi lông mày, nghiêng đầu nhìn Tư hất hàm hỏi, tỏ vẻ khó chịu. Lần đầu tiên trong đời đi mua đồ mà Tư bị mắng đến mức khó chịu như vậy. Trước Tư cứ nghĩ mấy bà bán thịt ở chợ gần nhà mình đang ngoan ngoắt lắm rồi, nhưng xem ra đem lên bản cân để so với con mụ này thì không nghĩa lý gì cả. Đám con gái đứng đó nghe mụ chửi Tư còn xì xào, che miệng bàn tán cười cợt. Nhung không để đâu cho hết, nghĩ đến Diệp, nghĩ đến thầy Lương, Tư nghiến răng nuốt cục tức vào trong, chỉ tay rồi đoạn đáp: bán cho một cái bánh mì pate, một bánh bao, một phần xôi đầy đủ, tất cả bao tiền? Cô gái đứng trước Tư cũng vừa nhận bánh và rời đi. Tư tiến lên phía trước chờ đợi, chỉ cách Mộ Tỷ chừng một bước chân. Nhìn sát khuôn mặt Mộ, chẳng hiểu sao Tư có cảm giác ớn lạnh. Có thể do Mộ có nước da trắng bệch, bởi lớp phấn chát không đều khiến gương mặt của Mộ nói hơi ngoa, chứ thực sự chẳng khác gì mấy cái xác chết trang điểm vội. Mộ đang ngồi dạng háng banh hai chân, trước mặt là một cái bếp lò than tổ ong đang tiếp nhiệt cho cây chảo pate kêu lên xèo xèo. Hai tay của Mộ nhanh thoăn thoắt, vừa đảo pate vừa lật bánh mì. Trong khoảng thời gian ngắn ấy, Mộ vẫn có thể xoay sở đùm xôi và đá chuối. Mộ xúc pate cho vào phần bánh mì một phần, phần còn lại Mộ dưới lên xôi trắng, sắc thêm giúp thịt, thêm hành khô. Xong xôi Mộ cho vào túi bóng, ngước đôi mắt xích sắc lẹm nhìn Tư, Mộ bảo: 30.000, có tiền lẻ đưa luôn đi, ta đâu phải trả lại. Tư tròn mắt: Cái gì? Cái gì mà những 30.000? Sao lại đắt thế bằng cả yến gạo? Mộ Tỷ bấy giờ liền trợn mắt: cái thằng danh con này, bà bảo mày làm mà xong bây giờ mày tính dở mặt bà đấy hả? Thế bây giờ mày có mua không? Không mua thì mày cút đi cho tao bán hàng. Còn bao người đang đứng đợi kia kìa. Mua, đưa đây. Tư giật lấy cái túi từ tay của Mộ Tỷ, đoạn móc tiền trong túi đếm đủ 30.000 đưa cho Mộ. Nhận tiền, Mộ vênh mặt liếc mắt ra hiệu cho Tư lượn đi chỗ khác. Mặt đỏ tí tai, Tư vùng vằng cầm túi đựng bánh quay trở lại chỗ thầy Lương đứng đợi khi nãy. Vừa đi Tư vừa lầm bầm chửi thầm: con Mộ bán hàng ăn lời cắt cổ, tổ sư bố cái ngứa mắt xếch môi thâm đó, mặt như cái mâm dại đó, ở chỗ ông thì mày biết tay không? Đứng ở góc khuất chờ Tư nãy giờ, thấy Tư mua được bánh với xôi trở về, thầy Lương xem chừng khá là hài lòng. Đưa Tư bánh đựng cho thầy Lương, Tư cầu nhau: ở chỗ nhà con bán 5.000 một cái bánh mì, 5.000 gói xôi là đắt rồi. Vậy mà ở đây con Mộ đó nó chấm hẳn 10.000. Thế mà cái đám kia nó vẫn cứ bu và nó mua được. Quái lạ thật. Sớm con thấy Mộ bán cho người khác kể như chỉ có 5.000 thôi, sao mà tới lượt con Mộ bán đắt thế không biết chứ. Thầy Lương khẽ cười: thôi, cái chuyện tiền bạc đôi lúc không nên quá tính toán, miễn sao là được việc.
Con làm tốt lắm. Tìm một chỗ nào đó ngồi để ta xem rút cuộc mấy thứ đồ ăn này được làm từ gì nào. Để tránh bị chú ý, thầy Lương cùng Tư tìm một chỗ vắng bên ngoài khu chợ. Ngồi dưới gốc cây, thầy Lương bắt đầu kiểm tra các món ăn mà Tư mua từ chỗ mụ tị. Nhìn bề ngoài chiếc bánh mì, cái bánh bao cùng nắm xôi không có gì đặc biệt. Mọi thứ đều được làm một cách thông thường, giống như bao hàng khác. Tư bấy giờ hỏi: sao hả thầy? Trong này có độc hả thầy? Thầy Lương bấy giờ trả lời: không hẳn là có độc, tuy nhiên mấy món này có chút kỳ quái. Tư lại hỏi tiếp: kỳ quái là sao hả thầy? Có thấy mùi cũng thơm lắm mà, sáng giờ cũng chưa ăn gì. Nếu không có độc hay là thầy để con ăn thử xem? Con cũng muốn xem ngon đến cỡ nào mà cái đám đàn bà con gái xếp hàng mua lắm thế. Thầy Lương ngăn Tư lại, thầy nói: theo như ta suy đoán, đồ ăn ở chỗ mụ tị chỉ mê hoặc được nữ giới. Nhưng dẫu vậy con cũng không nên ăn, để ta nghĩ cách. Tư thở hắt ra: nghĩa là ăn vào không chết phải không hả thầy? Thầy Lương vừa mở tay này tìm kiếm một món đồ, miệng vừa đáp: chết thì không chết được. Nếu ăn vào mà chết há chẳng phải vợ chồng nhà Thìn, anh Bắn Cá hay những cô gái mua đồ ăn cùng mụ tị đều chết cả sao? Trong lúc thầy Lương đang tìm đồ trong tay này, Tư lén cầm cái bánh mì pate đưa lên miệng cắn một cái rõ to. Khi thầy Lương quay lại đã thấy Tư đang nhai nhồm nhòm, vừa nhai Tư vừa bảo: để con xem có ngon không, mẹ em Diệp em ấy ăn cả tháng đó. Cái thằng ngốc này, nói không có chịu nghe gì cả. Thầy Lương tặc lưỡi lắc đầu nhìn Tư. Đang nhai thì bỗng mặt của Tư cau lại, cố nốt chỗ bánh gạch trong miệng, Tư nhăn nhó: giờ bà cố đây, trông rõ là ngon sao ăn vào nó cứ có cái mùi gì lạ đó thầy ạ. Thầy Lương bấy giờ hỏi: là sao, khó ăn vậy ư? Tư gật đầu lia lịa, đoạn bỏ luôn cái bánh mì trên tay vào túi. Tư trả lời: bánh mì thì không sao, nhưng phần pate có mùi gì đó hắc hắc, lại hơi tanh. Không biết con mụ này nó làm pate bằng cái gì mà vị chẳng giống với pate con từng ăn gì cả. Thầy Lương nhíu mày cầm bánh mì đưa lên mũi người đoạn nói: vậy là chỗ kỳ quái ẩn giấu trong cái phần nhân pate này. Trên tay của thầy Lương đang cầm một cây châm bằng ngà voi, chọng cây châm vào phần pate giữa cái bánh mì. Tư thấy lạ nên chăm chú nhìn không chớp mắt. Khi thầy Lương rút châm ra khỏi cái bánh đưa về phía ánh nắng, đoạn lau sạch phần mũi cây châm ngà. Thầy Lương chăm chú nhìn kỹ cây châm khiến cho Tư cũng nín thở nhìn theo. Sau một lúc không thấy thầy Lương nói gì, Tư bấy giờ thì thào: không có độc, cây châm không chuyển màu đen phải không thầy? Thầy Lương ngạc nhiên: con cũng biết điều này sao? Tư cười đắc chí: con có nghe kể. Thế bà ngày xưa là vua chúa sợ bị độc, cho nên là thường cho người hầu nếm thử đồ ăn trước. Sau này người ta làm ra một loại vật dụng để thử độc, chỉ cần nhúng nó vào đồ ăn thức uống, nên nó chuyển màu đen là món đó có độc. Đây chính là cây châm này có phải không thầy? Thầy Lương gật gù đáp: đồ đệ của ta quả nhiên là am hiểu. Nhưng thứ mà con nói chỉ dùng để thử độc thông thường thôi. Còn cây châm này của ta ngoài phát hiện độc tố, còn có thể phản ứng lại với tà khí nữa. Hạ chiếc châm xuống, Tư trầm trồ: thật hả thầy? Con chả tin đâu, tà khí gì chứ thầy. Thầy làm như mấy món này bị ma ám không bằng đó. Với nữa mũi châm cũng đâu có đổi màu gì đâu, vẫn trắng tinh đó thôi. Thầy Lương khẽ cười rồi đáp: là bởi vì trong thức ăn không có độc, tuy nhiên trên cây châm thực sự có vương lại chút tà khí dù rất nhỏ. Đâu ạ, cho con xem. Tư dí sát mắt vào cây châm ngà, nhau mắt nhìn thật kỹ nhưng vẫn chẳng thấy gì. Thầy Lương thu tay cất cây châm đi đoạn nói: nếu ngay cả con mà cũng nhìn ra được sự xuất hiện của tà khí thì đã đủ tư cách làm thầy thiên hạ rồi. Không cần phải nhìn nữa đâu, sau này ta sẽ giải thích cho con sau. Còn bây giờ đưa cho ta cái bánh mì con ăn dở khi nãy. Tư lấy bánh mì đưa cho thầy Lương. Dạ đây thầy. À, mà thầy tính làm gì với nó? Thầy Lương trả lời: còn làm gì chứ, ta muốn thử xem mùi vị của nó dở đến đâu. Mà khi nãy con ăn thấy mặt của con nhăn như khỉ vậy,
Dù sao thì con cũng thử độc trước rồi mà. Quay trở về nhà, ông Thìn vừa nghe thấy tiếng mở cổng, vợ chồng ông Thìn đã vội chạy nhanh ra sân đón thầy Lương. Ông Thìn bấy giờ rối rít: "À, thầy về rồi à? Vợ chồng tôi đợi thầy từ sớm, có bốc được thuốc cho con bé không hả thầy?" Bà Lanh và ông Thìn lo lắng nói: "Hôm qua còn thấy con bé nó nói chuyện, sáng sớm hôm nay tôi sang phòng gọi nó, nó mê man ngủ không biết gì, người cứ lúc nóng lúc lạnh. Thầy Lương à, hay là gọi xe đưa nó đi bác sĩ hả thầy? Chứ để thế này vợ chồng tôi sợ lắm." Thầy Lương liền đáp: "Chẳng phải hôm qua cũng đã gọi người đến nhà khám rồi sao? Con bé không phải đau ốm thông thường. Tôi đã tìm ra được nguyên nhân khiến con gái của hai vị chuyển bệnh trong hai ngày vừa qua. Được rồi, vào trong nhà rồi nói chuyện đi. À, trước đó dẫn tôi qua phòng xem con bé thế nào đã." Vợ chồng của ông Thìn vâng dạ, đoàn dẫn thầy Lương tới phòng của Diệp. Mở cửa bước vào bên trong, trên giường Diệp vẫn còn ngủ say một cách ly bì. Thầy Lương quan sát ngũ quan, thần sắc trên khuôn mặt của Diệp, đặt tay lên trán xong khẽ đưa ngón tay xuống mũi để kiểm tra hơi thở cũng như thân nhiệt của con gái của vợ chồng ông Thìn. Kéo ghế ngồi xuống, thầy Lương bắt mạch cho Diệp. Ít phút sau, thầy Lương nói: "Nếu hai vị tin tưởng tôi, tạm thời hãy cứ để con bé ở nhà. Bởi có đưa đi bệnh viện thì ta dám chắc bác sĩ bọn họ cũng không thể xác định được bệnh tình cũng như nguyên nhân bệnh lý. Ở đây không có người ngoài, tôi nói ra điều này hai vị có thể tin hoặc không. Nhưng sự thật con gái của cả hai người đã bị bỏ bùa thông qua đồ ăn. Cụ thể chính là món bánh mì pate mà con bé ăn suốt những ngày qua." Bà Lanh nghe vậy thì trợn mắt ú ớ: Thầy nói gì ạ? À? Con gái tôi nó bị bỏ bùa, trời đất ơi!" Ông Thìn cũng ấp úng: Có thật không hả thầy? Chuyện này là sao ạ?" Thầy Lương bấy giờ trả lời: "Chuyện bùa ngài từ xưa đến nay đều liên quan đến an nguy, tính mạng con người, cho nên tôi không dám nói bừa. Biết rằng khi nhắc đến vấn đề tâm linh bùa chú sẽ khiến người nghe thấy nghi ngờ, thậm chí có những người không tin bùa ngài có thật. Thầy cho tôi dù sao cũng chỉ là khách được mời về đây lo công việc. Đáng lẽ hôm qua chúng tôi đã rời đi, nhưng cổ nhân có câu: cha mẹ hiền lành để phúc cho con. Hai ngày qua thầy cho tôi được gia đình tiếp đãi nồng hậu, biết vợ chồng anh chị sống có tâm, xóm làng quý mến. Con gái hai người cũng là một cô bé nhân hậu, cho nên tôi không nỡ thế nạn mà không cứu. Bởi vậy sáng sớm hôm nay thầy cho tôi mới biện cớ đi bốc thuốc, nhưng thực ra là đi tìm nguồn gốc nơi kẻ ác bỏ bùa hại người. Thật không ngờ giữa chốn chợ búa đông đúc, giữa thanh thiên bạch nhật, lại xuất hiện bằng môn tà đạo hãm hại các thiếu nữ đồng trinh." Ông Thìn nghiến răng giận dữ: "Khốn nạn! Chẳng phải con bé thường xuyên mua bánh mì ở chỗ con mụ tị ư? Mẹ kiếp nhà nó, tôi phải tìm đến nhà con mụ khốn nạn đó đánh cho nó một trận." Thầy Lương ngăn ông Thìn lại. Thầy Lương khẽ lắc đầu: "Không được đi. Giả anh mà đến đó lầm ầm lên chắc chắn sẽ hỏng việc. Chứ kể chuyện bùa ngài nói ra sợ không ai tin. Tới lúc đó chẳng những bứt dây động rừng mà còn bị kiện ngược lại kết tội vu khống." Bà Lành cúi dập người cầu khẩn thầy Lương: "Thầy ơi, thầy cứu con. Vợ chồng con chỉ có mỗi đứa con gái này thôi. Con bé nó làm sao chắc con không sống nổi. Chỉ cần thầy cứu được con bé, mất bao tiền mua bao nhiêu lễ con cũng xin chịu. Thầy ơi, thầy làm ơn làm phước." Ông Thìn cũng xin cùng vợ: "Thầy Lương, vợ chồng tôi tin thầy. Chúng tôi sẽ làm theo chỉ dẫn của thầy. Cúng vái giải bùa mất bao tiền thầy cứ nói. Chỉ mong con bé Diệp được bình an." Thầy Lương bấy giờ đáp: "Hai người không cần lo lắng. Sau khi tìm hiểu được nguyên nhân, tôi tất nhiên có cách hóa giải thứ bùa hại người này. Không cần cúng vái lễ nạp hay tiền bạc gì cả. Chỉ cần hai người đồng ý với tôi một chuyện thôi." Vợ chồng ông Thìn vội gật đầu: "Là chuyện gì?
xin thầy cứ nói, chúng tôi nhất định đồng ý. Tư từ sớm không nói được, đúng lúc ngứa mồm, Tư nhanh nhậu thay thầy Lương trả lời. Cho chúng tôi mượn em Diệp một đêm. Bà Lanh nghe xong ngơ ngác nhìn thầy Lương. Ngay đến thầy Lương cũng ngỡ ngàng trước câu nói của Tư. Riêng ông Thìn đang trong lúc rối, không giữ được bình tĩnh, mặt đỏ như gà chọi. Ông Thìn nắm chặt bàn tay, mắt trợn lên nhìn Tư. Tư nói xong câu đó mặt vẫn còn ngô nghê, miệng thì cười. À, thật mà. Lúc nãy trên đường về thầy cháu bảo... Mẹ mày, thực mất dạy, thực chó này. Ông Thìn tung cú đấm vào thẳng mặt của Tư. Do không phòng bị lại bị đấm bất ngờ, Tư không né kịp cho nên lãnh chọn cú đấm vào bên mắt trái. Xây sầm mặt mày, Tư choáng váng nhìn không rõ. Mọi thứ trước mắt Tư giờ cứ hoa lên xong đậy nhòe đi. Bà Lanh với thầy Lương vội vàng giữ người ngăn ông Thìn lại. Khi ông Thìn muốn lao vào đánh Tư tiếp, thầy Lương lên tiếng giải thích. Đừng đánh nữa. Hiểu lầm rồi. Ý cậu ấy không phải như vậy đâu. Dừng tay lại, nghe tôi nói cho rõ ngọn ngành này. Ôi trời đất ơi. Tại phòng khách, Tư đang cầm quả trứng gà lăn lăn vào bên mắt trái, đang dần chuyển từ màu đỏ sang tím. Ôi da, đau quá, mù mắt Tư rồi. Ông Thìn nhăn mặt suýt xoa, cảm thấy áy náy. Cho bác xin lỗi. Lúc đó chẳng hiểu sao bác lại làm thế. Cũng tại mày cơ. Anh nói không có gãy gọn, không có đầu đuôi, làm tao cứ tưởng. Tư một tay che mắt, một tay đập bàn rồi trách. Tưởng cái gì mà tưởng. Thế bác nghĩ thầy trò tôi là cái loại người gì mà đi mở miệng xin làm cái trò đó chứ. Thầy Lương bấy giờ nhắc Tư. Không được vô lễ. Ông ấy đánh con một đấm như vậy cũng không sai đâu. Lần sau chú ý lời ăn tiếng nói cho nó chuẩn mực. Tư ấp úng cố phân trần. Nhưng chẳng phải chính thầy trên đường về đã bảo với con là đêm nay phải mượn con cái ông Thìn dẫn đường để tìm ra kẻ bỏ bùa con gì. Con có nói gì sai đâu. Thầy Lương thở hắt ra nhấp một ngụm trà. Đoạn khẽ cười rồi bảo. Thì không có sai. Nhưng mà lời nói của con nó dễ gây hiểu lầm. Thôi được rồi, không nên tức giận nữa. Đàn ông đôi lúc chịu thiệt một chút mới trưởng thành được. Tư dỗi không lăn trứng nữa mà bỏ luôn quả trứng vào mồm nhai phụng cả má. Ông Thìn bấy giờ mới hỏi thầy Lương. Nhưng mà thầy à, con bé nhà tôi nó cứ mê man ngủ li bì, đến bây giờ còn chưa dậy. Làm sao dẫn thầy đi tìm người được chứ? Với nữa nhà mụ tị đó tôi cũng biết. Nếu cần tôi có thể dẫn thầy tới nhà mụ ngay bây giờ. Thầy Lương xua tay đáp. Giờ chưa phải lúc tìm đến mụ ta. Mọi người trước mắt cứ chuẩn bị làm theo lời tôi là được rồi. Thời khắc tới tôi sẽ tự có an bài. Còn thằng nhóc này, đừng có ngồi đó ăn vạ nữa nào. Người người lấy sức đi, còn phải giúp ta một tay đấy. Tư uống cạn chén nước trà, nuốt nốt quả trứng đang nhai ở trong miệng. Xong Tư hỏi thầy Lương. Mà thầy ơi, trên đời này thực sự có bùa ngải hả thầy? Thầy Lương gật đầu trả lời. Đêm nay con sẽ biết. Còn hơi sớm để con tiếp xúc với những chuyện này. Nhưng mà thôi không sao, biết sớm đỡ bỡ ngỡ. Bởi chặng đường sắp tới con đi cùng ta sẽ còn nhiều thứ đáng sợ hơn nhiều. Cho tới mãi chiều mà Diệp vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Tình trạng sức khỏe của Diệp đã khá hơn, khi sắc mặt của Diệp bắt đầu hồng hào trở lại. Cơ thể không còn sốt nóng, sốt rét nữa. Duy chỉ có đôi mắt vẫn nhắm nghiền như đang ngủ say. Mọi thứ đúng như dự đoán của thầy Lương trước đó. Khi vợ chồng ông Thìn tỏ ra bất an, lo lắng về bệnh tình của Diệp. Để trấn an hai người họ, thầy Lương quả quyết nếu từ giờ đến tối Diệp vẫn còn nóng sốt thì gia đình cứ cho đi bệnh viện. Thầy Lương còn khẳng định chắc nịch Diệp sẽ bình phục nhưng chưa thể tỉnh lại vào trước nửa đêm. Thấy con gái như vậy, vợ chồng ông Thìn cũng an tâm hơn phần nào. Đồng thời họ càng tin tưởng nơi thầy Lương hơn bao giờ hết. Tại căn phòng nhỏ mà ông Thìn sắp xếp cho hai thầy trò, Tư pha trà rót đem tới bàn cho thầy Lương. Lúc này đang là 4 giờ chiều. Thầy Lương cũng đang ngồi bỏ vài thứ đồ ở bên trong tay này sắp xếp lại cho gọn.
Tư bấy giờ khẽ nói: "Thầy ơi, thầy uống nước đi ạ, trà con vừa mới pha." Thầy Lương dừng tay, gật đầu mỉm cười: "Cảm ơn con, để đó cho ta. Còn đau không?" Tư gãi đầu cười xòa: "Nhà thuốc bôi mà thầy đưa, con không thấy đau nữa rồi." Nhìn đống đồ ở trên bàn to có nhỏ có, mà thứ nào thứ ấy nom rất lạ mắt. Có những món đồ Tư chưa từng nhìn thấy bao giờ. Tư không khỏi tò mò: "Ê, sao trong tay này của thầy nhiều thứ đồ linh tinh thế? À, món nào cũng cựu kỹ hết cả rồi, thế mà thầy vẫn còn giữ hả?" Thầy Lương bấy giờ đáp: "Đồ linh tinh hả? Đâu là thanh niên trẻ chỉ thích những thứ bóng bẩy hào nhoáng. Ta nói cho con biết, mấy thứ này mà con gọi là đồ linh tinh cũ kỹ, toàn bộ đều là bảo vật đấy." Tư nghe vậy thì bĩu môi: "Ế, thầy lại coi thường, nghĩ con không biết gì tính lừa con phải không?" Nói đoạn Tư cầm lên mấy cục đá có màu đen xì thô ráp, đoạn Tư tiếp: "Ví dụ như là mấy cuốn đá cuội này này, thầy nói là bảo vật á, có trả tin." Mỉm cười, thầy Lương cũng nhặt lên một viên đá tương tự rồi đoạn đáp: "Tuy vẻ ngoài xấu xí còn chẳng bằng đá cuội đá sỏi, thế nhưng những viên hắc thạch này lại là pháp bảo để chấn giữ địa mạch vô cùng hiệu quả. Nói cho con biết, đây là một loại cổ thạch được dùng phong ấn một ngôi mộ cổ. Rất vất vả ta mới đào được chỗ đá này, cũng chỉ có được 5 viên. Khi dùng trận pháp ngũ hành mà sử dụng thêm cổ thạch, sức mạnh trận pháp sẽ tăng lên gấp bội." Tư nghe mà chẳng hiểu mô tê gì cả, đặt mấy viên đá xuống. Tư thấy có một túi vải màu xám, còn tưởng bên trong đựng vàng bạc châu báu. Tư với tay cầm lấy túi lên hí hửng, nhưng ngay lập tức sụ mặt xuống, vì trong túi không phải vàng bạc mà chỉ đựng những thứ gì đó giống như là bột. Tư bấy giờ hỏi: Trong này là gì vậy thầy?" Thầy Lương trả lời: "Là một chút cho ta lấy được trong lư hương ở đình Nghè, một ngôi đình cổ tại thôn Phượng Bãi." Lại đặt cái túi xuống, Tư thở dài: "Hay dài, thế mà con cứ tưởng bên trong vàng bạc cái đồ quý giá gì chứ, chỉ là cho tàn hương thôi mà. Ở nhà con đầy đấy, mỗi năm Tết đến là con toàn phải phụ bố mẹ lau dọn bàn thờ, tỉa chân nhang, bỏ bớt cho đi do đầy quá đó. Hóa ra bao năm qua con cũng đem bảo vật đổ đi hả?" "Tiểu tử này, người cũng biết nói kháy đi chứ. Thế được rồi, ta không tranh luận với con nữa. Có điều ta cũng phải dặn con, có thể trong mắt con những món đồ này không có giá trị gì, nhưng mà phải nhớ nếu không có sự đồng ý của ta, con không được lấy chúng đem đi lung tung. Bởi có những thứ ẩn chứa huyền cơ vô cùng quỷ dị, nghe rõ rồi chứ?" Thầy Lương nghiêm mặt nói. Tư liền vâng dạ: "Con nhớ rồi thưa thầy. Thầy lo xa quá thôi, mấy cái thứ này ấy, thầy có cho con cũng chả lấy đâu." "Thầy uống nước đi. À mà thầy này, con có thắc mắc từ sáng đến giờ con chưa rõ." Nhấp một ngụm trà, thầy Lương đáp: "Có thắc mắc gì cứ nói đi." Tư liền vội tiếp: "À, thì vẫn là chuyện con gái ông Thìn đó thầy. Rõ ràng thầy biết con gái ông ấy ăn phải đồ bị bỏ bùa mà. Cậu đã biết đích danh người bán thứ đồ ăn đó. Ông Thìn còn biết cả nhà mụ ta. Vậy tại sao vẫn cần Diệp phải dẫn đường như lời của thầy bảo? Chẳng phải chỉ cần tìm đến nhà mụ tị giải quyết mụ là xong à?" Thầy Lương gật gù từ từ giải thích cho Tư hiểu: "Ta định chờ đến khi xong việc ta mới nói, nhưng mà thấy con bứt rứt không yên, con đã hỏi thì ta đành phải trả lời vậy. Thế con nhìn thấy chưa phải là cốt lõi của vấn đề. Con chỉ biết một mà không biết hai, đành rằng mụ tị là người bán những món ăn có chứa bùa ngải hại người. Tuy nhiên bản thân mụ ta không phải là kẻ chủ mưu. Nói cách khác, chính mụ tị cũng bị bỏ bùa để thực hiện theo những gì kẻ đứng đằng sau thao túng." Tôi nghe vậy thì tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc: Cả mụ tị cũng bị bỏ bùa à thầy? Thôi đúng rồi, chẳng trách nha, cái lúc mà con xếp hàng mua bánh mì đó, nhìn vào mắt của mụ con cứ cảm giác rợn người đó. Mà nhìn mụ giống như người chết lắm rồi đấy." Thầy Lương gật đầu đáp: "Vậy là con cũng có một chút cảm nhận khi đến gần người ẩn chứa tà khí. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Con có đôi bàn tay tỏa ra hơi ấm của dương khí. Người sống đương nhiên tồn tại dương khí hộ thể.
Tuy nhiên có vài trường hợp đặc biệt, cơ thể họ tỏa ra dương khí mạnh mẽ hơn người bình thường. Sau đó một khi những người này tiếp xúc với tà khí, ngay lập tức phát sinh cảm nhận, hay còn gọi là khí tức phản ứng. Có thể là cảm giác sợ hãi, khó thở, báo hiệu cho chủ thể biết mà tránh xa khỏi nguy hiểm. Với những bậc chân tu có đạo pháp thì dương khí cực mạnh. Khi phản ứng lại tà khí, họ còn có thể chấn áp đối phương. Những người này thường là các sư thầy tu hành nhiều năm, các đạo sĩ, pháp sư, thần mang pháp lực, đạo hạnh. Tư càng nghe càng bị cuốn vào từng câu từng từ của thầy Lương, Tư bảo. Cơ như thầy cũng là một người mang pháp lực, đạo hạnh phải không ạ? Vì thầy chỉ cần đứng từ xa, có thể phát hiện ra mụ tị có điểm dị thường. Thầy Lương khiêm tốn đáp. Cơ có thể cho là như vậy. Chính vì thế ta mới phải nhờ con đến đó mua bánh mì. Bởi nếu như ta xuất hiện gần quá, mụ tị đó sẽ ngay lập tức phát hiện. Ngay lúc đó chỉ e rằng khiến cho mọi chuyện thêm phần rắc rối. Tư đã hiểu được một chút nhưng vẫn còn lấn cấn trong lòng. Tư tiếp tục hỏi. Cơ mà sao thầy biết được còn có kẻ khác đứng sau mụ tị à? Thầy Lương trả lời. Bởi vì thứ bùa bỏ vào trong đồ ăn mụ tị bán chỉ có tác dụng đối với nữ giới, đặc biệt là những cô gái còn trinh. Ngoài ra trong ba tê của mụ tị còn có bỏ xuân dược, mặc dù lượng xuân dược vô cùng nhỏ. Tôi nghe vậy thì thảng thốt. Xuân dược? Ý thầy là thuốc kích dục hả? Thầy Lương liền chép miệng. Tiểu tử này, cây hay không học nhưng mà mấy vấn đề không mấy hay hò thì lại nhanh nhạy quá. Xuân dược theo cách nói của con cũng đúng, nhưng mà ngôn từ nghe nó hơi chói tai. Chính xác trong đồ ăn mụ tị bán có chứa thành phần bào chế ra xuân dược. Có điều lượng thuốc rất ít, tuy nhiên nó sẽ tích tụ theo thời gian. Ăn nhiều gây nghiện và đến thời điểm thuốc tích tụ, cơ thể người bị bỏ bùa sẽ xảy ra hiện tượng ốm đau, suy kiệt và bình phục dần sau đó. Từ khi tỉnh lại tự khắc tìm đến kẻ đã bỏ bùa. Còn tìm làm gì thì ta không nói chắc còn cũng tự hiểu. Từ bấy giờ mấp máy môi. Thích có nghĩa là khi Diệp tỉnh dậy, cô sẽ mò tìm cái thằng khốn bỏ bùa để mà phải không thầy? Thầy Lương bấy giờ gật đầu. Không sai. Theo đúng trình tự sẽ là như vậy. Bởi vậy ta mới nói cần con gái ông Thìn dẫn đường tìm tới chỗ kẻ chủ mưu. Theo như lời anh chàng bán cá lúc sáng, mụ tị kia đột nhiên đông khách một tháng trở lại đây. Có lẽ trong thời gian vừa qua, đã không ít cô gái trong xã này bị hại đời con gái rồi. Tư vội vàng đứng dậy. Thầy Lương hỏi. Con đi đâu vậy? Tư liền đáp. Con ra ngoài sân ngồi thôi. Nhờ đâu chẳng may Diệp tỉnh lại, xong lại trốn đi không ai biết thì sao? Con đi thầy nha. Có gì thầy cứ gọi con. Tư mở cửa bước nhanh ra bên ngoài. Thầy Lương định nói gì thêm nhưng Tư đã đi mất. Khẽ thở dài, Thầy Lương nhấp tiếp một ngụm trà rồi đoạn lắc đầu tự nhủ. Cái thằng ngốc này. Thôi thì kệ nó vậy. Tôi có hơi bộp chộp ăn nói đôi đúc thiếu suy nghĩ, nhưng nó vẫn là một người có cái tâm tốt. Từ từ sau này sẽ chỉ dạy thêm. Nghe nói ở đây có ngôi chùa mang tên Thần Quang Tự. Đợi khi xong việc ta sẽ đến vãn cảnh sau vậy. Trời chuyển dần về đêm, lúc này đã là 11 giờ khuya. Bốn bề im ắng, bên ngoài đường tối om, đèn đóm hàng xóm chung quanh cũng chẳng nhà nào còn sáng. Cảnh khuya thanh vắng chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran nơi bờ hoang bụi cỏ. Nhà ông Thìn vẫn còn sáng đèn, ngủ thông gần như là nguyên ngày. Diệm vẫn chưa tỉnh dậy. Bà Lanh mặt mũi thất thần run rẩy giọng hỏi thầy Lương. Thưa thầy, liệu con gái con có tỉnh lại không hả thầy? Thầy Lương đáp. Đừng lo, chắc chắn con bé sẽ tỉnh lại. Muộn thì một giờ đồng hồ nữa, sớm hơn chỉ độ nửa tiếng nữa mà thôi. Hơi thở của con bé đã điều hòa, mạch đập ổn định, thần sắc hồng hào. Có điều khi tỉnh dậy sẽ tạm thời không làm chủ được bản thân, không điều khiển được hành động của mình. Từ lúc đó như ta đã nói từ trước, tôi mong hai vị đừng ngăn cản, cứ để con bé rời khỏi nhà. Bà Lành tiếp.
Nhưng mà thầy ơi, liệu như vậy có làm sao không ạ? Nhà chẳng nó đi rồi bị hại chứ còn chuyện mất. Ông Thìn trấn an vợ. Thôi nào bà nó, thầy Lương đã nói rõ ràng. Bên cạnh đó tôi tin thầy nhất định sẽ có sự sắp xếp cẩn trọng. Chúng ta cần nghĩ xa hơn, không chỉ cứu cây Diệp mà còn cứu những người khác ở trong xã. Thầy Lương đáp. Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi. Hai người an tâm, tôi xin lấy danh dự cũng như tính mạng của mình ra đảm bảo, nhất quyết không để đám người xấu làm tổn hại đến con bé. Chỉ cần mọi người làm đúng theo những gì tôi dặn dò trước là được rồi. Nhìn lên đồng hồ treo tường, thầy Lương lại tiếp. Cũng sắp nửa đêm, bây giờ tất cả ra khỏi phòng, đèn điện trong nhà tắt hết. Khi con bé rời khỏi nhà cứ để mặc nó đi, không có được ngăn cản. Nghe lời của thầy Lương, vợ chồng ông Thìn rời khỏi phòng. Đèn trong nhà được tắt hết, tất cả đi xuống nhà dưới để nín thở chờ đợi. Thầy Lương cũng gọi Tư không cần canh chừng nữa. Tư ban đầu không chịu vì sợ Diệp bỏ đi không ai biết. Cuối cùng thầy Lương phải giải thích rõ ràng thì Tư mới nghe. Ngồi bên trong nhà ngang, Tư chấp miệng thở dài. Thế mà thầy không nói sớm, làm con cứ ngồi canh từ chiều, tôi muỗi nó đốt sưng cả người chẳng dám vào trong nhà. Thầy Lương cười đáp. Lúc con chạy đi ta định nói nhưng không có kịp. Sao thế con quyết tâm chăm chú như vậy? Cũng là một dịp để rèn luyện đức tính tốt, nên để kệ con luôn. Yên tâm đi, con bé đi đến đâu ta cũng biết để tìm. Có những chuyện không nên nói, mong mọi người hiểu và thông cảm. Xong việc ta sẽ giải thích sau. Thôn Đức Long, tại một ngôi nhà cấp 4 cũng thuộc xã duy nhất. Bên trong nhà le lói ánh nến phập phù. Giữa trời đêm tối, ánh nến đỏ tỏa ra từ phía ngôi nhà, càng khiến mọi thứ trở nên u ám kinh dị. Giữa nơi đồng không mông quạnh, gió rít mỗi lúc một mạnh. Dưới ánh nến đôi lúc lại có một cái bóng đèn lướt qua ô cửa sổ. Nến được thắp thành một vòng tròn chính giữa nơi nền nhà. Bên trong vòng tròn có đặt ba cái bát sứ màu trắng. Trong bát không đựng gì. Tiếp theo là một cái lư đồng chỉ lớn chừng bàn tay xòe ra. Dường như mọi thứ vẫn chưa được bày trí xong. Có bóng người nhấp nhổm in bóng trên vách tường. Trên tay của người này cầm một thứ gì đó, rồi từ từ cúi xuống đặt vào trong vòng tròn nến đang cháy sáng. Đó chính là ba con hình nhân được đầm bằng vải trắng. Cả ba hình nhân vải đều tượng trưng cho người nữ với mái tóc đen nhánh. Con thì xõa tóc ngang vai, con thì được bện đuôi sam hai bên, con thì buộc tóc đuôi gà. Đặt từng con hình nhân dựa lưng vào từng bát sứ, hướng mắt nhìn hình nhân ra bên ngoài cửa sổ. Cái đàn ông thần bí với dáng vẻ ma quái kia bất chợt nhuền miệng cười man dở. Đêm nay ta sẽ lại mệt lắm đây. Từ đây ta có thể ngửi thấy mùi thơm nơi các nữ tử trinh nguyên rồi. Đến đây với ta nào, hỡi những cô gái của ta. Tiếng bàn lề từ cánh cửa chính nhà trên khẽ vang lên, khiến vợ chồng ông Thìn cùng Tư thoáng giật mình. Hiện tại trên nhà chỉ có một mình Diệp. Cánh cửa được đẩy ra, người bước ra ngoài chính là Diệp. Lúc này đã là 12 giờ đêm. Bà Lanh thấy vậy thì ú ớ. Con bé nó tỉnh lại rồi. Ông Thìn làm dấu xịt. Đừng có nói to. Thầy Lương bấy giờ lên tiếng. Để các vị tận mắt chứng kiến sự việc diễn ra thôi. Chỉ giờ con bé không còn ý thức được mình đang đi đâu làm gì cả. Cho dù hai người con lao ra ngăn cản, cô không thể khiến con bé nó tỉnh lại. Thậm chí nếu trói chân giữ người nó lại, càng khiến nó phát điên hơn mà thôi. Lời thầy Lương nói không sai. Diệm bước từng bước trên nhà xuống đến sân, mà hai tay duỗi thẳng theo thân người. Đầu không cúi nhìn, cảm giác cơ thể của Diệp lúc này cứng đơ như một khúc gỗ. Chỉ có phần chân là đang di chuyển. Đi xuống tới sân,
Diệp lướt ngang qua căn nhà ngang nơi thầy Lương, vợ chồng ông Thìn và Tư đang ở trong theo dõi. Ánh mắt của Diệp vô hồn chỉ nhìn thẳng về phía cầm. Đột nhiên Tư dùng mình nổi da gà, Tư ấp úng. Sao giống xác chết di động quá vậy thầy? Tư vừa nói xong thì ông Thìn quay sang nhìn Tư với cặp mắt cau có khó chịu. Tư biết mình lại nói linh tinh cho nên vội đưa tay che mặt đoạn chữa lại. Ê, cháu không phải thế. Chỉ là nhìn em ấy không thấy có vẻ gì giống người còn sống. Cô không đúng, lại nói ngu rồi. Tư càng giải thích càng khiến người khác thêm phần bực bội. Ông Thìn cũng chẳng thèm chấp nhận khi mối quan tâm của ông giờ đây quan trọng hơn chính là con gái của mình. Diệp kéo then cài rồi mở toang cổng bước ra đường. Tiếng gió lùa qua cổng thổi vào khoảng sân rộng, khiến vài chiếc lá rụng khẽ lay động. Vợ chồng ông Thìn vội vàng lao ra. Họ nhìn ra bên ngoài đường. Con đường vắng tanh tối om, chỉ loáng một cái đã chẳng còn thấy Diệp đâu nữa. Bà Lanh thấy vậy thì hoảng hốt. Chết rồi thầy ơi, con bé nó đi mất rồi, phải làm sao bây giờ? Thầy Lương liền đáp. Đừng sợ, cứ để con bé nó đi trước, chúng ta sẽ theo sau. Đoàn thầy Lương nhìn ông Thìn rồi hỏi. Mấy chuyện ban sáng tôi nhờ, anh đã làm xong chưa? Ông Thìn gật đầu đáp. Dạ, đều đã lo liệu đúng như lời thầy dặn. Dạ thầy cần dùng gì à? Thầy Lương trả lời. Phải sáng mai mới cần, bây giờ thì đi theo tôi. Dứt lời thầy Lương đi trước, vợ chồng ông Thìn cùng Tư bám ngay theo phía sau. Dù không nhìn thấy Diệp nhưng bằng cách nào đó, thầy Lương vẫn tự tin rằng họ vẫn đang theo đúng đường mà Diệp đã đi qua. Rồi đã qua hai ngã ba và một lối rẽ và đoạn đường đất heo hút, tối om như mực. Bà Lanh tim đập mạnh, chân run cầm cập khi càng đi, càng chẳng biết là mình đi đâu. Từ lúc rẽ vào con đường đất, bà Lanh đã biết đây là khu vực ít người sinh sống. Bởi con đường này dẫn ra cánh đồng trồng lúa, canh tác rau màu, quây đỉa thả cá nuôi tôm. Ban ngày còn lác đác vài người đi xem ruộng, chứ buổi tối chẳng ai người ta lang thang ở khu vực này. Thầy à, có thật con gái con nó đi ra đây không hả thầy? Sang thôn bên cạnh rồi đấy thầy à. Thầy Lương liền đáp. Sắp tới nơi rồi, đừng con lo. Con gái hai vị không xảy ra chuyện gì đâu, chứ hoảng loạn mà làm hỏng việc. Bất thình lình thầy Lương dừng lại, đưa tay lên miệng làm dấu im lặng. Đoàn thầy Lương giang tay giang hiệu cho mọi người đứng nép sát vào vệ đường. Có người đang đi tới đó, thầy Lương nói. Khi tất cả đứng im, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, thì quả nhiên họ đều nghe được có tiếng bước chân đang đi tới mỗi lúc một gần. Dưới ánh sao lờ mờ giữa đêm khuya hoang vắng, những bước chân loẹt quẹt bởi tiếng dép lê xuống mặt đường đất đã ở ngay trước mặt vợ chồng ông Thìn. Ma. Thầy Lương đưa tay bịt mồm của Tư lại, đoàn nhìn vợ chồng ông Thìn lắc đầu, ra hiệu cho hai người họ đừng la lớn. Ông Thìn ôm chặt lấy bà Lanh, hai vợ chồng run rẩy. Bà Lanh mắt nhắm nghiền không dám nhìn. Ông Thìn thì ngược lại mắt mở to. Ông Thìn chân chân nhìn cô gái bận bộ đồ lụa màu trắng vừa lướt ngang qua mặt của mình. Rõ ràng khoảnh khắc giữa cô gái và nhóm thầy Lương rất gần, có thể nói được gần sát nhau bởi con đường đất nhỏ hẹp. Một bên là mương dẫn nước, một bên là bờ cỏ chỗ thầy Lương vợ chồng ông Thìn cùng Tư đang đứng. Ấy vậy mà cô gái kia cứ như không nhìn thấy bọn họ, cứ như vậy lạnh lùng lướt qua. Khi cô gái đi khuất tầm mắt, thầy Lương mới thả tay che miệng của Tư. Thầy ơi thầy, vừa rồi có phải là ma không thầy? Tư run giọng hỏi. Bà Lanh chưa kịp hoàn hồn, đôi mắt thất thần lộ rõ về sợ hãi. Bà Lanh ấp úng. Là ma đấy. Thầy Lương liền đáp. Không phải là ma, là người bình thường. Có điều cô gái trẻ đó cũng bị bỏ bùa giống như con gái vợ chồng chị. Xem ra đêm nay người tìm tới chỗ này không chỉ có một mình con bé Diệp. Ông Thìn bấy giờ mới nói.
tôi nhận ra con bé đó. Nên là con gái lão bồn ở thôn Dũng Nghĩa. Không ngờ cả con bé cũng... Được rồi, không đứng để bàn tán nữa. Phải nhanh chóng tìm đến chỗ kẻ bỏ bùa. Nếu không e là nhiều người khác sẽ bị hãm hại. Mau đi thôi. Thầy Lương tiếp tục dẫn đường. Tại ngôi nhà nằm giữa khoảng đất trống nơi cánh đồng thuộc thôn Đức Long. Khẽ đẩy cánh cửa, Diệp bước vào bên trong. Ánh nến đỏ rực soi sáng cả ngôi nhà non ma mị, đáng sợ đến rợn người. Người thứ hai đến rồi, còn một người nữa. Ngồi giữa vòng tròn với những ngọn nến đang le lói ánh lửa, các đàn ông có mái tóc dài đen nhánh xõa xuống che kín cả khuôn mặt. Trên đầu đeo khăn đỏ buộc thắt nút về đằng sau, hai chân xếp bằng, một tay khẽ xoa nhẹ lên con đỉnh nhân vài có tóc xõa ngang vai. Một tay hắn để trên lư hương nhỏ chơi đùa cùng đàn khói trắng đang tỏa ra bay lên phảng phất. Hắn nói Diệp là người thứ hai bước tới, bởi trước Diệp có một cô gái tới sớm hơn. Ba con nỉnh nhân vải là tượng trưng cho dáng vẻ của ba cô gái tìm đến đêm ngày hôm nay. Con nỉnh nhân ngồi chính giữa với mái tóc thả ngang vai là Diệp. Con bên cạnh với mái tóc tết hai bên là cô gái đến trước Diệp. Con cuối cùng với mái tóc buộc đuôi gà vẫn chưa xuất hiện. Cánh cửa lại được mở ra, cô gái thứ ba cũng đã tới. Đến đủ rồi, đêm nay thật là tuyệt vời. Cả ba nữ nhân đều rất xinh đẹp. Chẳng bồ cho ngay ngày trước, ai dám nghĩ con mụ già như vậy vẫn còn trinh nguyên chưa à? Coi như hôm nay thật được bù đắp rồi. Khi ba cô gái đã tập trung đặt một chỗ đứng trước mặt của gã, lúc này gã nhanh chóng đứng dậy, tiến về chỗ bà cô gái. Hắn vén mái tóc che khuôn mặt, suýt xoa, liếm môi tỏ vẻ thèm thuồng khát dục. Trong ba người thì Diệp xinh đẹp hơn cả. Do đó ngay khi Diệp tới, hắn đã nhắm sẽ lựa chọn Diệp để giở trò tà đạo đầu tiên. Ta sẽ ăn em ngay bây giờ. Hai bàn tay đen đúa với lớp da loang lổ những chấm chạm có màu tái nhợt của gã mơn trớn từ vùng eo mần lên đến ngực rồi chạm vào lưng rồi dừng lại nơi bờ vai. Gã hít hà phần gáy, đoạn lẻ lưỡi liếm vào cổ của Diệp. Nhưng vừa liếm xong thì ngay lập tức gã giật mình hoảng sợ, giật nảy mình lùi về đằng sau. Lưỡi của hắn lè ra, nét mặt đầy đau đớn. Có vẻ như cơn đau càng lúc càng dữ dội, khiến cho hắn quằn quại. Hai tay cứ như vậy cào vào lưỡi rồi cào tiếp xuống cổ họng, như muốn xé lớp da ở bên ngoài. Ê, đau quá, ngứa quá, chuyện quái quỷ gì thế này? Cá lăn lộn dưới nền nhà, lăn cả vào những cây nến đang cháy. Dưới ánh lửa có thể nhìn rõ phần da của hắn đang dần chuyển sang màu đỏ ửng. Những vết đỏ cứ như vậy nổi lên như người bị mề đay. Hình nhân bát xứ lư đồng đổ lăn lông lốc. Càng gãi lại càng ngứa như là muốn phát điên phát dại. Hắn dùng cả lửa để đốt những vết đỏ ngứa trên người mà cũng chẳng ăn thua. Đông lúc này thấy Lương cùng Tư và vợ chồng ông Thìn đẩy cửa chạy sộc vào bên trong. Nhìn cảnh tượng trước mặt, vợ chồng ông Thìn không khỏi bàng hoàng. Trên nền nhà là một gã ăn mặc kỳ quái đang tự hành hạ bản thân bằng cách cào xé lấy lửa đốt da đốt thịt. Bà Lanh vội ôm lấy con gái vừa gọi tên Diệp. Bà Lanh vừa kiểm tra xem con gái có bị thương tích ở đâu. Thế nhưng dù gọi sát tai nhưng Diệp vẫn như người mất hồn, chẳng mảy may đáp lại. Thầy Lương bấy giờ nói: mau đưa cả ba cô gái ra ngoài, việc ở đây để cho ta lo liệu. Nhưng mà thầy, sao con gái tôi không có phản ứng gì vậy? Ông Thìn hỏi. Thầy Lương đáp: cứ đưa ba bọn trẻ ra ngoài trước, đừng lo, tôi đã có cách. Vợ chồng ông Thìn cùng Tư mỗi người dìu một cô gái ra khỏi nhà. Gió từ đâu thổi đến làm cánh cửa đóng sầm lại đột ngột. Còn lại hai người, thầy Lương nói: nhà ngươi đã làm hại bao nhiêu người rồi? Mặc dù đau như muốn chết đi sống lại, nhưng kẻ bò bùa các cô gái vẫn cố thều thào trả lời thầy Lương.
bởi hắn biết cao nhân khiến hắn trong phút chốc trở nên thân tàn ma dại như thế này chính là ông lão đang đứng trước mặt hắn. Gã liền đáp: Dạ, tập cộng là 10 người à. Lồng cồm bò tới ngay bàn tay bám chân của thầy Lương, gã rên rỉ. Phần da thịt bị chính tay hắn cào rách đang tứ máu, miệng chảy rãi các cầu khẩn van nài: Cao nhân đại xá, làm ơn tha cho tôi biết tôi sai rồi, đau lắm, ngứa lắm. Thầy Lương nghiêm giọng: Đã biết như vậy, sao còn không mau chóng giải bùa cho những người bị người hãm hại? Chẳng lẽ còn đợi ta ra tay? Gã chấp tay cúi đầu lạy thầy Lương: Cao nhân, nếu làm như vậy khắc nào hủy đi thành quả tu tập của tôi trong suốt những năm qua. Cao nhân à, chỉ cần ngài tha cho tôi sẽ nói cho ngài biết một bí mật đã tồn tại hàng trăm năm tại vùng đất này. Với khả năng của ngài, nhất định sẽ thành công tìm ra nó. Vừa nói gã vừa gãi. Lúc này gã đã gãi và đến phần thịt đỏ toét cả máu. Thầy Lương vẫn kiên định: Tu tập ư? Ngày tu tập luyện thứ bùa phép tà đạo hãm hại người khác mà cũng dám mở miệng nói ra ngay từ tu tập sao? Không sợ những việc làm của ngươi bị trời phạt xét đánh à? Ta không phí lời với người nữa, nói cho người biết, cơ thể của ngươi đã trúng phải độc dược, một loại độc vô hại với người bình thường, nhưng lại phản ứng rất mạnh với những kẻ thân mang tà khí, tâm niệm độc ác. Càng ác thì khi chúng độc lại càng đau đớn. Chỉ có ta mới có thuốc giải. Trong vòng 2 canh giờ nếu không được uống thuốc giải độc, người sẽ ngứa cho đến mức cạo cả xương tủy vẫn chưa thỏa mãn được cơn ngứa đâu. Kết cục chỉ là cái chết. Nghĩ thử xem, hủy đi thế thành quả xấu xa tà đạo đó hay chịu mất mạng, tùy ngươi lựa chọn. Nói thêm cho người biết, như thế này đã là quá nhân từ với người rồi. Ta có thể tự mình làm điều đó, nhưng vẫn muốn cho người một cơ hội giảm bớt tội nghiệp. Lời của thầy Lương như là tiếng sấm bên tai của gã thủ ác. Hắn biết thầy Lương không hề nói dối. Chỉ mới một lúc mà hắn đã như muốn dùng dao xẻo đi từng miếng thịt, rồi cơn ngứa đã thấm vào đến tận xương tủy. Có cảm giác như hàng ngàn hàng vạn con giòi đang bò lúc nhúc trong da thịt xương cốt. Tôi đồng ý, chỉ mong các nhân giữ lời bán cho thuốc giải độc. Dứt lời, hắn vén mái tóc lòa xòa. Chẳng mất bao lâu, hai tay của hắn đã tìm ra một sợi tóc có màu đỏ như máu nằm lẩn khuất trong mớ tóc đen hỗn độn. Sau khi giật mạnh khiến sợi tóc đứt lìa khỏi da đầu, gác ngửa mặt lên trần nhà hét lên một tiếng thất thanh, đoạn hộc máu mồm gục cả người xuống đất. Ở bên ngoài ngôi nhà cách một khoảng không quá xa, cả ba cô gái lúc này cũng đột ngột choàng tỉnh. Họ ngơ ngác nhìn chung quanh khoảng không gian tối tăm lạnh lẽo, vang vọng tiếng ếch nhái côn trùng kêu rầm rầm. Tôi đang ở đâu thế này? Cô gái có mái tóc bện hai bên mấp máy môi khẽ hỏi. Đừng sợ, mọi chuyện ổn rồi, không sao cả. Tôi nở một nụ cười tư giói, nhưng dưới ánh đèn pin nông tiền đang soi, vô tình lại khiến gương mặt của Tư trở nên đáng sợ và gian tà, nhất là khi Tư đang dìu cô gái bện tóc hai bên. Như một phản xạ bình thường của con người, cô gái hoảng hốt vung tay tát mạnh vào mặt của Tư một cái như trời giáng, đồng thời nhắm mắt hét toáng cả lên: Cứu tôi! Các người là ai? Không chỉ cô gái bện tóc, mà lúc này cả cô gái buộc tóc đuôi gà, con gái ông Bồn cũng kinh hãi lùi lại, chỉ tay về phía vợ chồng ông Thìn cùng Tư hỏi. Ông Thìn bấy giờ vội vàng giải thích. Hiền à, bác Thìn đây, bác Thìn bên Dũng Nhuệ, có chơi với bố bền cháu đấy. Mày đưa bình tĩnh nghe bác nói, bọn bác không phải là người hại các cháu. Diệp cũng đã lấy lại được nhận thức, thấy mẹ đang ôm mình, Diệp khẽ nói. Mẹ, đúng là mẹ rồi, mẹ ơi, con đau đầu quá. Bà Lanh bấy giờ thổn thức. Ông ơi, con đã tỉnh rồi này, Diệp ơi, con nhận ra mẹ không? Mẹ đây, tạ ơn trời Phật con tỉnh lại rồi. Hiền con ông Bồn bấy giờ nhận ra vợ chồng ông Thìn, nhận ra cả Diệp, cho nên phần nào an tâm hơn. Bác Thìn, bác Lanh, chuyện này là sao? Sao bọn cháu lại ở đây? Hiền hỏi, ông Thìn trả lời. Bác nói ra sợ chúng mày không tin, nhưng sự thật là cả ba đứa chúng mày đã bị người ta bỏ bùa, nửa đêm tự mò ra khỏi nhà đi đến đây.
Bác lúc đầu cũng không biết ngoài cây Diệp còn có thêm hai đứa tụi mày. Con gái bác may mắn gặp được thầy giỏi. Ông ấy bày cách cho nhà bác đi theo con Diệp, tìm thằng khốn đã bỏ bùa nó. Trên đường đi bác thấy mày đi qua, tình trạng cũng y hệt như con Diệp nhà bác. Mày thể đến kịp nếu không cả ba đứa chúng mày lành ít dữ nhiều. Hiện giờ thầy vẫn còn ở trong ngôi nhà kia xử lý kẻ bỏ bùa. Còn vợ chồng bác và anh này dìu tụi mày ra đây là cứu tụi mày chứ không phải làm hại tụi mày đâu. Cô gái khi nãy tát tư đã hiểu ra vấn đề, dù vẫn còn chút nghi ngờ nhưng ở đây có người lớn, lại có cả người quen, nên cô gái nhìn Tư ấp úng. Cho em xin lỗi, tại em không biết, mở mắt ra thế vậy em sợ quá. Tư ăn nguyên cái bàn vả in đủ năm ngón tay lên má, vừa đau vừa rát lại vừa cay cú. Ngày hôm qua bị ông Thìn đấm tím cả mắt, mới sáng ngày được một lúc đã bị cô gái tát cho lật cả mặt. Tư xoa má đoạn lắc đầu than thân trách vận. Số tuổi số cho, số khổ nên bị người ta đánh quen rồi. Đúng kiểu làm ơn mắc oán, bực cả mình chứ. Bà Lành hỏi ông Thìn. Bây giờ phải làm sao ông? Ông Thìn đang không biết trả lời làm sao thì Tư lại tiếp. Thầy Lương có dặn cháu khi đưa em Diệp ra thì tất cả cứ về nhà. Giờ mấy người họ đều tỉnh rồi thì mọi người về đi. Ai về nhà nấy. Chẳng lẽ đứng ở đây nửa đêm nửa hôm như vậy? Ông Thìn gật đầu. Tử nó nói đúng đấy. Bây giờ thế này, bà đưa bà tụi nó về nhà trước. Tính ra sẽ đi qua nhà mình rồi mới đến bên Dũng Nghĩa. Hay là mấy đứa về nhà bác, để khi trời sáng bác cái sẽ đưa hai cháu về. Cả hai đứa đều ở bên Dũng Nghĩa có phải không? Hiền liền đáp. Dạ vâng. Đây là cây Thu, nhà nó cũng cùng sống với nhà cháu. Diệp nói. Vậy hai cậu về nhà tớ trước nhé. Hiền và Thu gật đầu đồng ý. Bà Lành vẫn có chút lấn cấn. Nhưng mà ông để bốn mẹ con chúng tôi về như vậy, liệu không may? Tôi liền hiểu ý của bà Lanh. Bác Thìn à, bác không cần ở lại đây đâu. Bác cứ đưa bác Lanh cùng với mấy em về đi. Cháu sẽ qua lại với thầy của cháu. Thôi mọi người về đi, đừng có chần chừ nữa. Xong việc cháu cùng với thầy sẽ về sau. Dứt lời, tư quay lưng chạy về ngôi nhà u ám, vẫn còn lập lòe ánh lửa đèn cầy. Vợ chồng ông Thìn nhìn nhau rồi tất cả quyết định đi về nhà. Liệu mình làm thế này có được không hả ông? Thầy cho người ta ở lại còn chúng ta bỏ về. Ông Thìn bấy giờ chép miệng rồi thở dài. Thầy dặn như vậy rồi, bà đừng suy nghĩ nhiều. Chưa biết chừng ở lại chúng ta chỉ tổ làm vướng chân bọn họ. Còn có thêm mấy đứa này nữa. Từ nó nói đúng. Việc quan trọng bây giờ là nhanh chóng đưa bọn cây Diệp về. Đừng để uổng phí công sức của thầy Lương. Mau đi thôi mấy đứa à, chúng ta về thôi. Bên trong ngôi nhà, sau khi tự tay bứt đi sợi tóc có màu đỏ máu để rồi tự thổ huyết, các thầy bùa quỳ lại van xin thầy Lương đưa cho mình thuốc giải. Cáo nhân, tôi đã làm theo yêu cầu của ngài, xin ban cho tôi thuốc giải. Dưới lời hứa, thầy Lương lấy trong tay áo ra một chiếc lọ nhỏ chừng ngón tay út, đưa cái lọ cho gã thầy bùa. Thầy Lương nói, uống viên thuốc bên trong đó, cơn đau ngứa sẽ suy giảm từ từ rồi biến mất. Tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó thoát. Rồi sao ngươi cũng đã làm hại đời 10 cô gái trong xã này, ngươi phải trả giá cho việc làm của mình. Các thầy bùa lập tức đổ thuốc trong lọ cho vào trong miệng uống. Thầy Lương không lừa hắn, sau khi uống thuốc được chừng 1 phút, cơn ngứa ngáy trong người của hắn đã giảm đi rất nhiều. Các vết nổi đỏ cũng bắt đầu tịt đi trông thấy. Ý ông là ông muốn bắt tôi giao nộp cho công an? Thầy Lương liền đáp. Đúng vậy, ngoan ngoãn theo ta lên đồn. Không còn cảm thấy ngứa ngáy nữa, tên thầy bùa từ từ bò lùi lại. Có vẻ như hắn đang âm mưu điều gì đó. Với kinh nghiệm cũng như sự từng trải của mình, thầy Lương đã dự liệu trước được rằng sau khi đưa thuốc giải, tên này nhất định trở mặt. Sau đó thầy Lương cẩn thận đề phòng và cũng đã chuẩn bị phương án tiếp theo. Khẽ thò tay vào trong tay này, thầy Lương định lấy ra vật gì thì bất ngờ cánh cửa bị đập bung. Thầy sao rồi, con đến đây. Người vừa đập cửa xông vào không ai khác chính là Tư. Lo lắng cho thầy Lương, Tư quay lại với ý định giúp thầy một tay. Thế nhưng Tư không ngờ được rằng
Hành động của Tư đã khiến cho thầy Lương phân tâm và đúng lúc chuẩn bị ra đòn quyết định. Cửa mở toang, gió bên ngoài lùa vào khiến toàn bộ nến bên trong nhà tắt ngấm. Tư, sao con lại... Thầy Lương quay sang nhìn Tư, còn chưa kịp nói hết câu thì Tư đã với tay muốn lao đến rồi đoạn hét lớn. Thầy, thầy ơi, cẩn thận! Tên thầy bùa thủ dao trong người, nhân lúc thầy Lương chú ý đến Tư, hắn lợi dụng sơ hở đồng thời nhận đích cơ hội trốn thoát, cho nên nhào đến dùng dao đâm vào người của thầy Lương. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.